Đây thì đây là cái món cá móm sông mình kho với lại cà chua mọi người. Mình kho kiểu này rất là thơm ngon và hao cơm lắm á mọi người ạ. Đây những cái con cá móm sông này rất là béo ngậy, đưa cơm ăn rất là ngon luôn. Đây sẽ không sợ bị nát đâu nhá. Đây, thịt cá này ăn rất là ngon ngọt, mềm, rất là thích luôn. Mọi người trông có ngon cơm không ạ? Hello hello, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình ạ. Thì hôm nay mình lại vào bếp để làm cái món ăn rất là đơn giản thôi mọi người ơi. Hôm nay mình có một mớ cái cá này là cá móm sông á mọi người. Mình đã làm sạch rồi. Đã cạo cái vảy này, bỏ mang này, cắt vây này, lấy sạch ruột ra mọi người nhé. Đã nói chung là mình đã sơ chế hết sức là sạch sẽ và bỏ vào cái rổ này cho nó ráo nước này. Thì mình đến đem kho với lại cà chua. Đây có 4 quả cà chua này. Đó, hành tỏi này. Đây là ớt với lại hành lá mọi người nhé. Rồi bây giờ mời mọi người xem mình làm cái món ăn này. Rất là ngon cơm luôn. Nhưng mà vô cùng là dễ làm nhé. Let's go nào. Đây cà chua thì mình sẽ thái đôi ra như thế này này. Đó, sau đây mình sẽ thái dạng dạng múi cao như thế này. Đó, rồi mình lại sẽ thái ngang như vậy, cho nó thành cái hạt lựu nhỏ nhỏ nhé. Đây, thái dạng hạt lựu nhỏ nhỏ như thế này. Rồi ok, cà chua mình sẽ thái dạng hạt lựu như vậy. Thì mình đem đi kho nó làm cái sốt kho nó sẽ ngon hơn. Đây rồi. Đó, cho hết số cá vào. Cá đã làm sạch sẽ nhé. Đây mình có cái đường trắng này, mình sẽ cho vào đây một thìa đường này. Đấy, cho một thìa đường trắng vào. Đấy, cho một ít cái bột ngọt Azingon này. Này, cho một ít cái muối ăn. Đây mình nêm mỗi thứ mỗi ít. Cho một ít cái hạt nêm cơ no này. Rồi mình sẽ cho nước mắm nhé. Này, nước mắm thơm ngon. À, mình cho 4 thìa nước mắm nhỏ nhỏ như thế này. Cái thìa này nó bé lắm mọi người. À, mình sẽ trộn đều đi. Mình chỉ cần ướp đơn giản như vậy thôi. Đây. Mình sẽ để đây mình ướp một lát nhé. Ướp một lát là mình sẽ đem đi kho. Đây tiếp theo mình sẽ cho vào cái chảo này vài thìa dầu ăn. Đó là mình sẽ cho cái hành tỏi khô bằm nhuyễn vào. Mình phi thơm lên nhé. Đây, mình sẽ phi thơm cái hành tỏi khô này lên. Đây, phi cho nó thật là thơm phức luôn. Đó, rồi mình sẽ cho cái phần cà chua này. Cà chua thái hạt lựu này mình làm cái sốt nước kho nhé. À, mình cho vào đây một ít cái bột ngọt này. Cho một ít cái muối ăn này, cho vừa không mặn nhé. Cho ít mình làm một cái sốt này. Cái phần cá mình đã ướp rồi cho nên là mình nêm cái phần cà chua này nó vừa thôi, không có nó mặn. Chủ yếu cho cái phần cà chua này nó thơm ngon lắm mọi người. Mình kho cá nó hết cái mùi tanh. Đó, mình xào một lát cho cái cà chua này nó nhừ ra. Để
làm cái nước sốt thơm ngon, kho cá cho nó hết tanh. Làm đơn giản như vậy thôi. Đấy, mình xào một lát cái gà chua này nó chín nhừ này. Mình sẽ cho thêm một ít nước sôi vào đây. Đây, mình cho thêm một ít nước trong phích vào. Đấy, rồi. Mình làm như thế này cho nó thơm ngon này, mình kho cá cho nó hết cái mùi tanh nhé mọi người. Rồi, đợi nó sôi trở lại thì mình sẽ cho vào nồi cá nhé. Cho cái nước sốt này vào nồi cá để mình kho. Đây, cái nồi cá kho mình ướp lúc này đây. Thì mình sẽ cho cái nước sốt vào này. Đó, cho hết vào nhé. Cho cái phần nước sốt thơm ngon này vào mình kho. Đây, cho vào nó xâm xấp. Mình sẽ cho thêm một chút nước nữa nhé. Đây, mình sẽ cho thêm một chút nước này để mình kho cho nó vừa cái nồi cá. Đó, cho thêm ít nước cho nó lút cá như vậy. Đây, giờ mình sẽ cắt vài quả ớt vào đây. Đây, cho nó xe xe nó hết cái mùi tanh của cá. Rồi, ok, sẽ đậy vung lại mình kho nhé, kho cho nó cạn sệt nước lại. Đây, cái nồi cá kho của mình như thế này là được đó mọi người ơi. Đây, mình kho cho nước nó cạn bớt đi, sệt sệt như thế này này, giữ lại một chút nước kho mọi người nhé. Đây, giữ lại một chút nước kho để cho cá nó cái độ mềm ngọt béo, nó sẽ không bị khô, ăn rất là ngon luôn. Mà cái nước này mình chấm rau hay chan cơm ăn cũng rất là thích. À, đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ cho thêm một chút cái hành lá vào cho nó có chút cái màu sắc xanh xanh. Hành lá cắt ngắn này, tắt bếp là dùng được thôi, sẽ có cái món cá rất là ngon lành luôn. Rồi, ok, thì mình tắt bếp nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau ạ.